con cao nó bị con biến cái đầu con để giữ cho thẳng cái đường này thôi chứ. Không, ý là đây có vần lao hôi đây, nhưng mà cho thêm một tí cọt thôi, cái cắt cắt nhỏ gì cắt tổ thôi. Bên kia còn nó chờ cái tổ đấy, làm số cái tổ tròn một khoảng một một hoặc là hoại xí một cọt chứ nó mới kéo chứ xí không về nứt về bắn. Mày kiếm cái máy nén chứ còn lọc phù hồ ấy. Đặt xuống nó bóp 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 bóp. Máy bên đầu thôi, cần ấy thôi. Máy bên sau có theo mực nó dễ hơn. Nhớ cái múa gõ ra đây. Ngoài kia có không? Lần trước mày làm ngoài kia tao phải đi làm cái bố gấu cho mày. Tao nhớ bố gấu bữa nó vẫn còn nằm trong cái nước á, cái nước mà. Hình như dưới cái bay nó có cái đinh kìa. Đấy. Không hề dễ tí nào. Cái khúc đó cảm giác nó còn nặng hơn cái cán bay nữa, cứng hơn cán bay nữa. Trong sâu à? Cái đi khắp luôn này. Không có rau đó. Nó không không muốn được cái nước thấp hơn hành cái vậy có nhiều quá lệch gạch quá nó ấy quá cũng được cái chỗ này nè nó văng nó giống cái kia chứ không biển nó được đi cao lên đi. À. Ừ, cứ cho lên đi thì cũng xong cứ theo cái thằng cao này không đi hồi mình lại được cái đi đường rau dốc cũng tha cao như về sửa nó hồi mình không xuống sửa hồi nãy lấy nếp nếp nước ngoài trước đi. Vẫn có hai căn bản là lấy đình đánh giữa cái này chỗ này nó trụng lên cái này cái đình đỡ rồi. Thôi gạt cái này. Rồi rồi đi. Rồi rồi. Thật đã rồi. Nó chỉ cho hai con bảy cái bụng bụng góc ấy. Nha. Bụng góc ấy. Giữa cái này cái góc ấy. Để tao mới chuyển cái này là nó đâu nó không có cái khoảng không. Ở đây nghề của chú Minh mà.
nín thở đặt viên gạch. Ở đây không? Nãy cứ mài hết cái bàn không chịu mài lấy cạnh rồi. Thank you.
hai mâm. Hả? Bịch chợ bột tép. Xin bằng trắng cũng được. Bịch keo thì còn nữa. Bịch keo hôm trước của cậu ấy, lấy cái đấy, cái silicon. Ấy. Chai keo ấy, chai keo trắng ấy. Lát thịt chứ. Nó tặng như keo ấy, tao nhìn nó giống mặt. Đây là kia em ấy. Không. Báo 25 ngàn đấy thì một báo nhưng mà thôi, cái bảo rất là thoải mái. Còn cây này thì mình thả cái màu vàng ra.